Chào các bạn nhá, thì dạo này bộ não của tôi đang rất là quá tải, tại vì tôi phải thi kỳ điểm số của tôi còn thấp hơn cả lần mà bố mẹ bạn tự hào về bạn đấy. Bây giờ tôi không biết làm gì cả, vậy nên là tôi sẽ sân bằng iPad, bộ não của tôi sẽ được reset lại và tôi sẽ không còn cảm thấy xấu hổ và tự ti về chính bản thân mình nữa. Có muốn trả lời bất hay thậm chí là đôi khi không, vậy nên ghé qua thử shop up của chủ nhà bất chấm con với giá cực rẻ chỉ từ 20 đến 100 và bạn đã sở hữu nguyên một con sơ có thể lấy ra trái ác quỷ như cực cao. Ở bên ngoài đang có đánh nhau nên tôi sẽ quyết định sẽ gọi là làm một tí nhá. Đấy. Đi cút ngay lập tức theo chính anh bạn này. Anh bạn này đi bộ khá là nhanh ấy chứ, không biết anh bạn này có sử dụng phần mềm thứ ba gì không. Tốc độ của trái quỷ 5 triệu này không thể nào mà theo kịp được chó với 4 đòi ăn. Nói chung là ông bạn gọi là Rambo thì tôi không sợ lắm. Rambo nói chung anh em cứ gọi là fly thôi, à thằng em khóc luôn. Fly với đi spam thôi. Kỹ năng gọi là spam sâu guitar cũng đẳng cấp đấy, nhưng mà mỗi tội là sắp cút rồi. Kỹ năng leo pass spam của tôi đẳng cấp hơn. Khóc chó spam. Ok em. Thế có ăn được không? Không ăn à? Ok em. Biết là tốt. Không chưa? Bạn này cút tộc V4 nha. Lợn V4 này. Rabbit anh em ạ. Vừa chửi súc vật V4 xong đã trở thành súc vật rồi. Rồi tôi đã thấy hai anh bạn đang chơi đuổi bắt ở đây. Tôi quyết định sẽ tham gia cùng cho vui. Rồi cút, đi cút. Gì đấy? Sao ấy? Như nào ấy? Thằng ngu ấy, đi cút bây giờ. Nổi cút cụ rồi. Sao để thằng Mochi đấy ăn? Để anh ăn chứ. Rồi, tạm biệt nha. Biến hình tí. Ghê, ghê, ghê. Anh không dùng leopard luôn, anh combo em luôn. Đấy, em cút rồi. Giờ tôi chơi trò thử lòng nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ kiểu mẹ giả vờ dùng trái quỷ giả rách thôi. Sau đó tôi sẽ chuyển qua leopard và hủy cho bọn này. Trái quỷ này hợp lý nha các bạn ạ. Để thử lòng. Solo không, solo không, solo không. Tôi gạ ông này, ông bạn này solo nhá. Noob team à, kinh ấy. Ok, đúng người chơi Free Fire chỉ có thế thôi. Sơn súng không? Ao cụ sơn level 7 solo không, rồng luôn chất đấy. Ok ra solo tôi dụ thành công rồi nhá bạn nhá. Rồi đến lúc tôi solo rồi, pha con này này. Ô tôi vừa giữ được cánh của người này luôn đấy bạn ấy. Đấy thằng này vẫn sẽ tưởng tôi dùng pha con và boom. Rồi ông bạn này cút rồi. Không tộc à? Không, bố thích tộc ấy. Ok. Đợi tí. Đợi tí anh reset nhá. Đợi tí reset nhá. Đợi tí nhá, reset nhá. Reset đây. À, tạm biệt nha người em yêu. Chốt em vô bên người. Tôi nghĩ hành mấy anh bạn này như vậy là quá đủ của bạn ạ. À, chào bạn, nếu bạn thích clip này hãy like cho tôi. Hoặc là không.